Nhà chức trách đang điều tra một vụ cháy tiệm nail tại Pensacola. Theo tin của đài Wired số 3 qua tường thuật của một nữ phóng viên trên mạng Twitter, người này cho biết hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018. Nơi bị cháy là tiệm Exotic Nails nằm ở trên đường Page Boulevard. Phóng viên Hannah đã viết trên Twitter rằng tiệm nail trên đường Page Boulevard ở Pensacola đã bị cháy thành tro bụi vào sáng ngày thứ Năm. Tôi có nói chuyện với chủ tiệm và các nhân viên cứu hỏa về nguyên nhân gây hỏa hoạn. Kèm theo đoạn tin ngắn trên Twitter là vài bức hình cho thấy bên trong của tiệm bị cháy đen, nhiều lọ thuốc móng tay bị lửa đốt cháy dẻo nằm ở trên sàn nhà. Trị giá của những sản phẩm cũng như là dụng cụ bị lửa thiêu đã lên tới mấy ngàn Mỹ kim. Chủ nhân đó là bà Mimi Huỳnh, bà nói với Hannah, lửa bắt đầu từ chỗ kia và lan trên trần nhà. Tất cả mọi thứ ở đây đều bị cháy hết. Bà Hannah cho biết bà Mimi Huỳnh đã lộ vẻ buồn bực khi bước trên sàn nhà của một tiệm móng tay mà bà đã gầy dựng từ 12 năm trước đây. 12 năm là dài lắm, bà Mimi Huỳnh nói, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ tiệm nail này chỉ còn kỷ niệm mà thôi, còn mọi thứ khác đã thành tro bụi. Làm sao tôi trả tiền nhà đây? Bà tự hỏi, làm sao tôi nuôi các con tới đây? Sở cứu hỏa xác định tiệm nail đã bị hư hại hoàn toàn và tiệm này không có bảo hiểm. Thế nên, bà Mimi Huỳnh chỉ có thể vớt vát được những gì có thể vớt vát được. Tôi hy vọng những chiếc ghế này có thể dùng lại được, bà nói. Ghế là thứ quan trọng nhất và cái máy sấy đó nữa. Tuy vậy, trong lúc nói chuyện với phóng viên, bà cũng nhận thấy ít nhất là hai trong những chiếc ghế làm móng chân của bà đã bị hư hại hoàn toàn. Mỗi chiếc ghế có giá trị là khoảng 3.000 Mỹ kim. Nó bị chảy rồi, bà nói, tôi chỉ có thể vớt vát được một chiếc ghế. Các nhân viên thuộc sở cứu hỏa Escambia County Fire Rescue đã khám xét tiệm bị cháy cũng như là toàn khu thương xá trống vắng này. Trưởng đội cứu hỏa, ông Curry Jackson cho biết, họ đã làm việc khoảng 30 phút trước khi kiểm soát được ngọn lửa. Ông cho biết là tình hình rất nguy hiểm mỗi khi đối phó với lửa tại một nơi có nhiều hóa chất. Chúng tôi phải dùng nhiều ống nước trên mặt đất, chúng tôi phải gọi thêm lính cứu hỏa từ các trạm khác. Chúng tôi phải đeo mặt nạ, hít nhiều không khí ngoài trời trước khi bước vào bên trong tiệm, ông cho biết. Trước cảnh tượng điêu tàn, bà Mimi Huỳnh đã cố gắng nhìn mọi thứ với tinh thần lạc quan để có thể tiến tới. Chúng tôi phải nhìn về mặt tích cực, bà nói. Tôi vẫn có thể đi làm, tôi có sức khỏe tốt, chúng tôi sẽ phục hồi, nhưng sẽ cần một thời gian dài cho đến khi tiệm được mở lại. Bà sẽ làm việc tại một địa chỉ tạm thời. Nhiều thanh niên Việt Kiều trở về quê hương lập nghiệp nói là họ cố gắng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ nước ngoài, bởi giới trẻ trong nước mới chính là nguồn lực xây dựng đất nước. Một thế hệ Việt Kiều thứ hai, thứ ba đang ngày càng quan tâm Việt Nam như là một mảnh đất có nhiều cơ hội, tận dụng vốn kiến thức và chuyên môn được đào tạo từ nước ngoài. Những thanh niên Việt Kiều khi về nước sinh sống và lập nghiệp đều muốn thử sức tại một nền kinh tế nhiều cơ hội tăng trưởng, bên cạnh việc khám phá văn hóa cội nguồn. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Bosnia, tôi đã van nài cấp trên để được điều chuyển đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Tôi đã từng làm việc ở Hà Nội và bây giờ muốn tìm hiểu cuộc sống ở thành phố Sài Gòn, cũng là để tôi có thể tìm hiểu về cội nguồn Việt Nam trong chính tôi rõ ràng hơn. Khánh Nguyễn, một viên chức gốc Việt tại Tổng lãnh sự quán thành phố Sài Gòn chia sẻ như vậy. Điều khiến cho Khánh Nguyễn cảm thấy háo hức nhất khi nhận nhiệm vụ ở Việt Nam chính là quan hệ Việt-Mỹ đã phát triển tốt đẹp trong những năm gần đây. Là một nhân viên ngoại giao của Mỹ có nguồn gốc Việt, hiểu rõ phong tục và văn hóa Việt Nam, tôi tin rằng bản thân có thể trở thành cầu nối giữa hai nước tốt hơn. Sự năng động ở thành phố Sài Gòn đã lôi cuốn tôi ngay từ những ngày đầu và tôi thấy như là được truyền thêm năng lượng từ mảnh đất này. Anh chia sẻ như thế. Tuy nhiên khi về nước làm ăn, tôi cảm thấy rất khó khăn bởi lẽ còn nhiều thứ bỡ ngỡ và nhiều điều làm cho tôi quá bất ngờ. Từ vấn đề nhân sự, môi trường cho đến những con người đang sống ở đây, nét văn hóa ở đây quá khác biệt. Nhiều lúc tưởng chừng như là tôi đã mất trắng. Còn đối với cô gái vang hai dòng máu Mỹ Việt, cô gái Meling, cô đã tìm thấy nhiều cơ hội Việt Nam để mà phát huy chuyên môn về ngành giáo dục. Bởi lẽ hệ thống trường tư ở Việt Nam hiện đang phát triển, càng ngày càng có uy tín hơn. Đó là vào dịp
khi cô cùng mẹ trở về thăm quê hương cách đây vài năm, và nhiều người đã nói rằng tấm bằng cử nhân giáo dục của cô sẽ giúp kiếm được việc làm tốt ở Việt Nam, trong khi làm giáo viên ở Mỹ có thu nhập cũng vừa phải mà thôi. Một trong những công việc đầu tiên của Mê Linh ở Việt Nam đó là dạy tiếng Anh tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Sài Gòn. Sau đó cô tham gia tổ chức giáo dục Everest Education cũng do hai người bạn Việt Kiều đồng sáng lập và giữ vai trò trưởng bộ phận giáo viên tiếng Anh ở đây. Ban đầu thì cô chỉ định làm thử một năm và sau hơn 5 năm thì cô vẫn ở đây. Tuy nhiên cô vẫn đi về. Hiện tại thì cô vẫn mang quốc tịch Mỹ và đã có nhà cửa ở Mỹ. Còn đối với nhà sản xuất phim Jenny Chang Lê cho biết cô đã quyết định trở về Việt Nam rất nhanh chóng và được gia đình ủng hộ. Đây là cơ hội để cho cô thử sức. Nhưng đối với cô, mảnh đất này tuy là quê hương nhưng khá là mới mẻ với cô bởi vì cô được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô nói với mẹ vào 2 tuần trước khi rời đi, khi đó cô vừa chia tay bạn trai và cô không có công việc mới nhưng lại nhận được lời mời làm việc 1 năm ở hãng phim Tránh Phương, nên cô đã muốn thử tìm cơ hội mới ở một nơi hoàn toàn mới. Và mẹ của cô cũng đồng ý và thế là cô đã lên đường. Thực chất nhiều người bạn Việt Kiều ở Mỹ hầu như là không biết nhiều về tình hình của Việt Nam hiện tại và họ chỉ thỉnh thoảng biết khi xem qua phim ảnh mà thôi. Do vậy trở về Việt Nam để làm phim và cũng là cách để mà cô nói cho họ biết quê hương đã phát triển và thay đổi như thế nào. Có một điều đáng nói, cũng nhiều người trở về và cũng không ít người đã ra đi. Luật sư gốc Việt Khanh Nguyễn cho rằng hiện tượng này không hẳn là điều tiêu cực. Theo anh thì một số Việt Kiều sau thời gian lập nghiệp ở Việt Nam có thể tiếp tục nảy sinh những kế hoạch riêng và quay trở lại Mỹ để thực hiện nó. Và trước khi quyết định dừng lại thì chúng tôi đã để lại một nền tảng nhất định và chúng tôi đã hợp tác và hướng dẫn các bạn trẻ trong nước để mà tiếp tục phát huy các giá trị đó. Nói thực ra thì môi trường làm ăn, môi trường nào kinh doanh tốt mang lại lợi nhuận thì những nhà đầu tư sẽ đến và đầu tư. An sinh sống thì họ đã định cư ở tại nước sở tại của họ, ở Mỹ hoặc là Canada hoặc là Úc. Sống không hợp thì lại quay trở lại nơi đó, nơi mà họ đã ổn định về nhà cửa gia đình của họ. Bên cạnh đó, nhân viên ngoại giao Khanh Nguyễn cũng có chia sẻ thêm về vấn đề hiện nay của nguồn lao động Việt Nam là bị thiếu tầng lớp lãnh đạo cấp trung và họ là những người có năng lực nhận chỉ đạo để mà triển khai thi hành. Do chưa nhiều người Việt sẵn sàng cho các vị trí này nên thì cũng phần lớn là do người ngoại quốc về và phần lớn cũng là những người Việt Kiều. Đa số những người gốc Việt ở những nước tiên tiến như Mỹ, Úc, Canada, Pháp về Việt Nam để mà đầu tư. Và sau khi hoàn thành vấn đề đầu tư thì dù thành công hay không thì những Việt Kiều đã rời đi và để lại khoảng trống nhân lực. Và tôi hy vọng là trong tương lai khi nền giáo dục Việt Nam tiếp tục phát triển thì những bạn trẻ trong nước cũng sẽ đủ khả năng để tiếp quản các vị trí quản lý. Khi đó chính các bạn vận hành chính đất nước của mình, anh Khanh Nguyễn chia sẻ thêm. Theo anh thì cộng đồng Việt Kiều có vai trò nhất định vì vừa giúp giới thiệu và chia sẻ những phát triển và tư tưởng sáng tạo từ Mỹ một cách gần gũi do cùng chung văn hóa. Nhưng chính những thanh niên đang sống mỗi ngày ở Việt Nam mới là lực lượng chính để mà thúc đẩy đất nước tiến lên. Một nguồn lực khác cũng quan trọng không kém, đó chính là bộ phận du học sinh sau khi kết thúc chương trình du học trở về quê hương để mà cống hiến, anh nói. Trường hợp của Merlin Rosen chia sẻ các quan điểm và cô sẽ bị tạm ngưng công việc kinh doanh ở Việt Nam và cô lại trở về Mỹ để là theo đuổi chương trình cao học. Khi cô rời chức vụ EE, ba đồng nghiệp của người Việt sẽ đảm nhận toàn bộ công việc của cô và hai trong số này đã từng đi du học. Và cô tin rằng họ không chỉ là đủ khả năng và tiếp quản, mà thậm chí họ có thể làm tốt hơn cả cô. Các bạn ấy đã tiếp thu những kiến thức tiên tiến từ Mỹ và sẽ biết cách để mà vận dụng nó vào hoàn cảnh địa phương ở Việt Nam một cách phù hợp và uyển chuyển hơn tôi. Một phụ nữ lái xe trong khu vực Lawrence thuộc vùng phụ cận ở thành phố Boston đã bị bắn thiệt mạng ở trong xe. Chiếc xe của cô Mindy Trần, 25 tuổi, đã lao vào một xe đậu bên đường khi đến điều tra vào khoảng 7 giờ chiều. Cảnh sát đã thấy nạn nhân bị bắn nhiều phát đạn.
Sau đó, bác sĩ tại bệnh viện Lawrence Terrell Hospital đã tuyên bố Minnie John đã qua đời. Trong ngày thứ ba, tin tức mới nhất cho thấy kể từ năm 2011, Minnie John đã ít nhất 2 lần xin tòa ban lệnh cấm hai người đàn ông không được đến gần cô ta. Lần mới nhất là vào năm ngoái, hồ sơ tòa cho thấy. Vào tháng Giêng năm 2016, Minnie John đã viết trong đơn xin tòa ban lệnh cấm: "Tôi sợ là anh ấy sẽ làm điều gì đó rất xấu đối với tôi. Anh ta đã theo dõi và tìm cách kiểm soát tôi. Điều làm tôi lo sợ nhất lúc này là tôi đã hủy đóng tiền thế chân cho anh ta trong một vụ án sắp được xử. Tôi phải hủy bỏ tiền thế chân vì tôi và anh ấy không còn sống chung với nhau. Anh ta có gửi tin nhắn đến các bạn của tôi với ý là hăm dọa tôi." Hồ sơ tòa cho thấy lúc đó Minnie John đang có hai đứa con cùng 4 tuổi. Trong đơn được khai vào năm 2011, Minnie John cho biết là cô bị đánh đập trong lúc đang có mang hai em bé. Bộ Tư pháp của Mỹ đã ra chat bắt giữ ông Jose Inés García Jarrete là di dân lậu gốc Mexico, vừa được bồi thẩm đoàn tha bổng một ngày trước đó trong vụ bắn chết của Kay vào hồi năm 2015, theo báo mạng The Hill. Cái chết của Kay Stiles của nhiều người đã phản đối chính sách thành phố an toàn chỉ trích. Họ cho rằng nếu áp dụng chính sách di trú triệt để hơn, thì ông Jarrete, người đã sống bất hợp pháp tại Mỹ và đã từng bị trục xuất 5 lần, đã bị trục xuất hoặc là ngồi trong tù trước khi vụ nổ súng xảy ra. Chat bắt được văn phòng Bộ Tư pháp vùng phía Tây tiểu bang Texas đưa ra vào hôm thứ Sáu là tố cáo ông Jarrete bị vi phạm sự giám sát khi sống ở bên ngoài nhà tù. Ông Jarrete được thả ra khỏi tù vào năm 2015, mặc dù là giới chức liên bang đòi chuyển giao ông cho họ. Vài tháng sau khi được thả, ông bị tố cáo là nổ súng làm chết cô Case trong lúc là cô đang đi dạo với cha ở trên cầu tàu ở San Francisco. Bồi thẩm đoàn bác bỏ tất cả các cáo buộc từ ngộ sát cho tới giết người cấp độ 1 đối với ông. Dù là được tha tội giết người, nhưng ông Jarrete bị bồi thẩm đoàn là kết tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp, một tội hình có thể bị tù 3 năm trời. Vụ ông Jarrete bắn chết cô Kate đã xảy ra vào lúc có cuộc vận động tranh cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2015 và đã được ứng viên Donald Trump lúc đó sử dụng để mà kêu gọi xây bức tường giữa biên giới Mỹ và Mexico. Tối ngày thứ Năm sau khi biết tin, Tổng thống Donald Trump đã tweet ra rằng kết quả này là một sự nhục nhã. Hèn chi người dân đất nước chúng ta rất bực mình với di dân bất hợp pháp, Tổng thống viết. Luật sư của nghi can nói rằng tình trạng di trú của ông Jarrete đã bị khai thác một cách không công bằng cho mục đích chính trị và không có dính dáng gì với trường hợp tội phạm. Ngay từ ngày đầu, trường hợp này bị sử dụng như là một phương tiện tạo ra thù ghét, chia rẽ và chuẩn bị cho một vụ trục xuất người hàng loạt. Nó được dùng để đẩy mạnh cuộc bầu cử tổng thống cùng với triết lý là thù ghét người khác. Ông Francisco Ugarte là luật sư bào chữa cho nghi can, nói sau kết luận của bồi thẩm đoàn: "Tôi tin rằng hôm nay là ngày minh oan cho tất cả những di dân còn lại. Ông Jarrete không bác bỏ chuyện bắn cô Kay, nhưng nói rằng đó chỉ là vô tình. Phía công tố thì nói rằng ông Jarrete 45 tuổi đã cố tình bắn cô Kay 32 tuổi bằng khẩu súng của mình. Luật sư bào chữa cho rằng vụ nổ súng chỉ là vô tình và viên đạn bay tán loạn trên mặt đất khoảng 25 mét trước khi trúng vào cô." Tổng thống Donald Trump chỉ trích cuộc điều tra liên bang của Mỹ. Trong loạt tweet mới nhất, nói danh tiếng của cơ quan này đang tả tơi tệ nhất trong lịch sử. Tổng thống Mỹ đề cập việc một nhân viên FBI kỳ cựu do gửi tin nhắn chống Trump đã bị loại khỏi nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về mối quan hệ giữa vận động tranh cử của ông Trump và Nga trước cuộc bầu cử năm 2016. Trên Twitter, ông viết rằng sau nhiều năm dưới sự chỉ đạo của cựu giám đốc James Comey, với cuộc điều tra thiếu trung thực về Clinton
Và hơn thế nữa, danh tiếng của FBI đang tả tơi tệ nhất trong lịch sử và tuyên bố là sẽ khiến nó vĩ đại trở lại. Tổng thống cũng tweet lại một bài đăng nói rằng giám đốc FBI Christopher Wray cần dọn dẹp lại nhà, cho rằng cơ quan này cần có cuộc đại tu dưới quyền giám đốc mới Christopher Wray. Trước đó, ông Trump cũng cho biết là ông chưa từng yêu cầu ông Comey dừng điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người mới nhận tội nói dối với FBI về mối liên hệ với Nga trong và sau bầu cử năm 2016. Ông Flynn đang hợp tác với các công tố viên đặc biệt của Robert Mueller, người đang điều tra mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga trước cuộc bầu cử năm 2016. Tin một nhân viên FBI kỳ cựu bị loại khỏi nhóm của Mueller sau khi ông này bị phát hiện đã gửi tin nhắn chống Trump được đưa ra vào hôm ngày 2 tháng 12 vừa qua, một ngày sau khi Flynn nhận tội khai man với FBI. Trong một loạt tweet mới, Tổng thống Donald Trump nói rằng nhân viên này là người suy đồi, không có rất trung thành. Nhân viên này đã bị loại khỏi nhóm điều tra vào mùa hè. Ngày 2 tháng 12 là ngày quan trọng đối với ông Trump khi dự luật về cải cách thuế của Tổng thống cuối cùng cũng được Thượng viện của Mỹ thông qua. Tuy nhiên, ông cùng bộ sậu không thể ăn mừng việc này trong bối cảnh là có thêm diễn biến mới về vụ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử của Mỹ. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.